Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quay Chit Chat phần 4. Mỗi phòng nó cần phải 5 người thì nó mới cho mình vô chơi. Đủ 5 người chưa vậy ta? Ồ, nó đang lót kìa, phải đủ 5 người lận. Trời ơi, lại cũng lại là 4 người mà chơi ở phần 3 với Lucy. À, phần 3 của Lucy á, mấy người này á, nói không chịu nghe lời. Kiểu chơi đồng đội mà không chịu nghe lời vậy trơn, không biết phần này nghe đồn khó hơn nữa. Kiểu này chắc tiêu quá. Các con tập hợp. Mẹ các con đã bị bắt cóc rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Vậy thì chúng ta phải tìm mẹ càng nhanh càng tốt đó ba. Đúng rồi, Lucy nói đúng rồi đó. Bây giờ ba cần nghiên cứu, tìm hiểu một xíu đã. Không thể nó muốn đi là đi được. Vài tiếng sau. Ê mọi người, giờ tụi mình làm gì đây mọi người? Không biết ba nghiên cứu xong chưa nữa. Ba đây. Rồi, ba đã tìm ra rồi. Ba biết tụi mình phải cần đi đâu rồi đó. Sau khi ba đi vòng vòng khắp vườn thì ba đã phát hiện ra một dấu chân. Các dấu chân hình tròn đầy nguyên sông vườn của mình hết. Bây giờ mình phải theo dấu chân này thì hy vọng có thể tìm ra mẹ của các con sớm. Dạ, vậy đi liền đi ba. Ủa, vậy giờ mấy con đang chờ cái gì nữa? Đứng dậy, đi soạn đồ ăn, nước uống nhiều nhất có thể vô. Dạ, tụi con biết rồi. Nhiều là nhiêu vậy ba? Nhiều nhất có thể, bởi vì chúng ta có thể sẽ đi rất là lâu đó. Dạ. Trời ơi, sao tối nay tự nhiên mưa gió dữ vậy? Rồi, bây giờ mình đi soạn thôi. Ba nói là đồ ăn, thức uống, bình nhà xăng. Rồi, Lucy bây giờ đi làm đồ ăn đây. Nấu mì. Rồi, được một phần. Nè Lucy để đây nha, mấy bạn đừng có ăn á. Mấy cái mì nè là để đem lên xe nha. Rồi, ba nói là phải chuẩn bị đồ ăn, thức uống, bình ga, càng nhiều càng tốt. Và đem ra ngoài xe để trước 11 giờ đêm nay. Ủa bây giờ 8 giờ rồi. Ủa cái này nó không ghi số lượng nhiêu nên không biết mấy bạn kia có làm được nhiêu nữa. Rồi, Lucy sẽ làm tiếp đây. Ui, cũng có mấy bạn đang nấu ăn kìa. Chắc mấy bạn đã rút kinh nghiệm rồi. Ây da, nó báo mình đầy rồi. Rồi, lấy nước nữa. Ây da, muốn uống nước là mình phải cần ly nha. Chứ đưa cái miệng vô trong cái bình là không được đâu đó. Rồi, đem xăng rồi ra ngoài xe luôn. Trời ơi, 9 giờ rồi. Mới đó mà nhận ghê không. Có xe ba để ngoài đây nè. Để coi, mì được 5/50. Trời ơi, cần đến 50 phần lận. Mà bình ga thì mới có 4. Ly nước thì mới có 5 mà. Trời ơi, lại lên các bạn ơi. Nếu không là mình đi không có kịp đâu đó. Đúng giờ là ba chạy xe rồi, chứ là ở đó mà không kịp. Trời ơi, nếu mà ba chạy xe mà trên xe không có đồ ăn thức uống rồi ga không đủ thì sao chạy. Nhanh lên mọi người ơi. Hợp tác nhau đi. Chúng ta cùng là anh em trong nhà mà. Nhanh lên. Sao các bạn kia đứng luôn vậy ta? Rồi cửa này khóa luôn rồi. Ba khóa hết cửa rồi, không có cho đi đâu nữa đâu mà mở cửa. Rồi mì được 9, ga được 6, ly nước được 7. Rồi mới đó 10 giờ rồi, nhanh lên. Thôi tiêu rồi. Mình thiếu kiểu này á, đi một hồi chắc thiếu lương thực luôn quá. Rồi Lucy sẽ đem bình ga ra. Tại Lucy biết không có bình ga là mình thở không nổi đâu. Cái ga này nó sẽ đổ vào trong cái máy tạo oxy mình mới thở được. Rồi. Nhanh lên mọi người ơi, 10 giờ rồi. Gần đến 11 giờ là phải xuất phát rồi đó. Ôi, Lucy mệt và đói bụng quá à. Nhưng mà phải lo đưa đồ lên trên xe trước đã. Hồi tính sao. Úi, hết bình ga rồi. À, nó xếp chồng trong này. Vậy thôi, mình lấy cái ly đi. Dạ, nước nóng là không được, nóng lắm. Cần phải có cái ly. Rồi xong chưa? Lên xe. Bây giờ chúng ta phải đi nhanh lên, đi giải cứu mẹ. Ui, bà kêu đi rồi kìa. Trời ơi, sao tối nay mưa dữ vậy trời. Bà có thấy đường vậy ba? Thấy, bà thấy rồi. Đó, mấy con cứ nhìn phụ ba. Nhìn cái dấu chân nha. Cái dấu chân tròn đó. Dạ, mà bây giờ mình đi đâu vậy ba? Sao nó tối quá vậy? Trời ơi, hỏi câu kỳ vậy. Bây giờ mình đi theo dấu chân mà làm sao ba biết được đi đâu. Dấu chân dẫn đi đâu thì mình đi tới đó.
Dạ sao mà hồi hộp quá vậy? Trong bóng đêm tôi thui à. Tôi Chi ơi, mình sợ bóng đêm quá à. Trời, phải mạnh mẽ lên chứ. Đi cứu mẹ mà. Mình phải anh hùng, mình mới cứu được mẹ chứ. Bây giờ mình sợ mình trốn trong nhà rồi ai cứu mẹ đây? Không sao, mình có đến 5 người lận mà. Chỉ cần hợp tác với nhau, làm đúng nhiệm vụ của mỗi người là sẽ bảo đảm tìm được mẹ. Trời ơi, sao mà sao nó tối thui vậy? Mình sợ bóng đêm quá Lucy ơi. Ở bóng đêm có gì đâu sợ. Chẳng qua nó thiếu ánh đèn thôi chứ gì đâu. Nó y chang như ban ngày thôi. Ý, có ai mà kia vậy? Trời ơi, không ngờ dấu chân nó dẫn mình ra bến tàu. À, xin chào, tôi là người cho thuê tàu. Ông muốn mua tàu hay là thuê? Nếu mà mua luôn con tàu thì tôi sẽ đi theo để phụ cho. Tại vì mới ban đầu chưa biết lái. À, được, được, được. Tôi muốn mua con tàu. Vậy hả? Được, vậy thôi mua con tàu nhỏ này đi. Nó nhỏ nhỏ vừa đủ cho 5 người nè. Nhưng mà tiện lợi lắm. Ôi, rồi chúng tôi đồng ý. À, trên tàu này có bán nước với lại mì á. Nếu mọi người có đói thì ăn. Ồ, được, được, được. Ờ, nhưng mà chúng tôi cũng có mang theo trên xe rồi. Vậy à, tôi mua 10 mì với một nước trước đi. Tại mang cũng không có đủ nữa. Rồi, ok, ok. Bây giờ mình mang đồ lên tàu. Đi lên tàu, lên tàu thôi. Ôi không, trời ơi. Công ty gọi ba quay về có việc gấp rồi. Công ty đang có chuyện lớn. Nếu không quay về sẽ bị phá sản. Bây giờ ba phải quay về. Bây giờ 5 đứa con hãy lên tàu và đi tìm mẹ đi nha. Giải quyết công việc xong ba sẽ quay lại liền. Dạ. Thôi xong phim rồi. Ba đi rồi. Bây giờ chỉ có mấy tụi mình nè. Tụi mình phải vừa tự lái tàu mà phải vừa đi tìm mẹ nữa. Quan trọng mình biết ở đâu đây mà tìm đây nè. Đây đây đây, để chú bán tàu hướng dẫn cho các cháu. Đầu tiên phải có một người lên đây lái tàu và nhớ né những cái tảng băng chìm nha. À, ngoài ra còn có bọn cướp biển nữa. Chúng ta phải dùng súng để ngăn cản bọn chúng. Còn trên tàu thì chú có để sẵn một cái hộp dụng cụ, trong đó có búa, súng và cần câu. Muốn dùng lúc nào thì dùng. Dạ. À, không được ra ngoài khỏi con tàu khi nhiệt độ dưới 1 độ C nha. Ra ngoài đó là bị đóng băng đó. Rồi đói thì ăn, khát thì uống, mệt quá thì phải đi ngủ để cho có sức khỏe trở lại. Và nhớ chia nhau công việc nha. Dạ dạ dạ. Rồi, bây giờ Lucy sẽ cắt khẩu súng vô người trước, để lỡ có bọn hải tặc á. Rồi đem cây búa nữa. Nói chung mình phải giữ vũ khí đi. Lucy sẽ là người tiên phong. Ê, cái gì vậy? Ai mới đập cái tàu của mình vậy? Đừng có nói là bọn cướp biển nha. Thôi đợi, đợi xíu, đợi xíu. Ui mấy bạn ơi, Lucy đói bụng quá. Mà còn khát nước nữa. Chắc Lucy xin phép được ăn trước quá à. Rồi, Lucy ăn đây. Không ăn á là không có sức để chiến đấu với lại bọn hải tặc đâu. Trời ơi, mới đó mà 12 giờ đêm rồi nè. Ừ, tối thui rồi. Bạn Kerry, Kerry đang lái tàu hả? Ờ, mình đang lái tàu. Ê, báo động, báo động. Một đứa đã bị bọn hải tặc bắt rồi. Hả? Vậy giờ trên tàu mình còn có 4 người hả? Trời ơi, sao bọn hải tặc xuất hiện lại vậy? Không ngờ, không ngờ. Nè, 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 nè. Ráng, ráng nha. Ráng lái tàu. Đừng để đụng vô tảng băng. À, cái gì vậy? Một bóng đen. Mọi người ơi, báo động. Bọn cướp biển xuất hiện rồi kìa. Cái gì, cái gì? Cướp biển leo lên tàu mình luôn rồi hả? Đâu, 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 đâu. Để Lucy cầm súng. Ủa, đây là ông chú bán đồ trên tàu mình mà. Không, bọn cướp biển phía trước kìa. Rồi, rồi, nó bắn mình kìa. Gì vậy, gì vậy? Đâu, đâu, đâu. Để Lucy. Ôi, không, không, khoan, khoan. Cái súng này vô đạn sao vậy? Hình như không có đạn. Khoan, khoan, khoan. Đầu tiên phải cho xăng vô đã. Không có xăng máy nó không chạy nữa kìa. Trời, tàu nó dừng rồi. Bây giờ mọi người chia việc đi. Một người là chuyên lái tàu, một người là canh cái bình ga, một người là chuyên đi bắt hải tặc. Chứ bây giờ hả, bu bu vô kiểu này nguy hiểm quá. Không được đâu. Bây giờ cứ cầm súng đi. Bây giờ hai tên hải tặc đã lên rồi kìa. Ôi, ngoài trời đã âm 8 độ C rồi. Bây giờ mình có muốn đi ra chiến đấu với bọn hải tặc cũng không được nữa. Mình không được phép đi ra đâu. Trời ơi, trời ơi. Giờ phải ăn thôi. Đói quá, đói quá. Lucy vừa đói vừa khát nữa. Mấy bạn kia cũng vậy. Ý, năng lượng của mình cũng vậy nè. Ê bạn ơi. Rồi rồi rồi, cái ông lái tàu ông bỏ ông đi nằm luôn rồi. Gì kỳ vậy?
nhiệm vụ lấy tàu mà, sao bỏ tàu luôn vậy? Trời, cũng biết là con tàu nó có tự động lái nhưng mà, thôi bắn kia. Cẩn thận. Rồi, hai bạn canh bắn bọn hải tặc đi. Lucy lên nạp năng lượng cái đã nha. Ok, ok. Năng lượng Lucy sắp cạn rồi. Nè 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 mọi người, Lucy bây giờ đang nằm nghỉ ngơi rồi. Đã 2 giờ rồi. Bây giờ cái người lái tàu cũng đang ngủ rồi. Ui không xong rồi. Lucy và cái bạn lái tàu hồi nãy đang ngủ, giờ còn có mình nè. Một bạn kia cũng mới bị tẳng rồi. Bọn cái biển này mạnh quá à. Bây giờ có nên kêu Lucy và Kenny dậy không trời? Lại lên Lucy và bạn Kenny ơi, nhanh lên nhanh lên. Gì gì gì? Chuyện gì vậy? Mình mới nạp năng lượng có một xíu à. Mà kêu ông sùm vậy? À, đèn tắt rồi. Chuyện gì vậy? À, Lucy ngủ mà Lucy cảm nhận được là hình như hết dầu. Mọi người đổ dầu vô kia. À, hết rồi hả? Thôi, bình ga đâu hết rồi. Ừ, tối quá không đi đường gì hết trơn á. Ôi, đây đây đây, để Lucy bỏ vô cho. Ôi, mặc dù năng lượng Lucy chưa kịp đầy nữa nhưng mà thôi Lucy dậy luôn. Rồi rồi, bạn này giờ ngồi lấy tàu đi nha. Để Lucy canh bọn hải tặc cho. Nó tiêu diệt hết còn có 3 đứa mình à. Thôi, một bạn của mình, một người đang đi ra ngoài rồi. À, cái này mà gặt lên là con tàu tự động kiểm tra coi có tảng băng không nè, là nó né đó. Các bạn biết tàu Titanic ngày xưa nó đâm vô tảng băng nổi mà nó bị chìm xuống luôn á. Bạn Kelly, rồi Kelly bị bắn rồi. Chuyện gì vậy Lucy? Kelly bị bọn hải tặc bắn rồi. Rồi xong, bắn. Nó không cho mình cứu, cứu là phải nạp tiền nữa. Giờ Lucy đâu còn tiền. Rồi xong, xong phim. Vậy là còn 2 tụi mình nè. Báo động, hết ra. À, khó nổi. Lucy không còn luôn. Ôi cảm ơn Lucy. Lucy đổ vô kịp thời á, chứ nếu không là mình thiếu oxy được xỉu rồi. Cái gì vậy? Bọn hải tặc bắn không? Ây da, trời ơi, Lucy đang uống nước. Bên kia bọn chúng kìa. Chừng. Nó vô bọn lái tàu á. Ăn Lucy phải ăn đã, Lucy mới có năng lượng. Lucy mới khỏe để chiến đấu được. Ông chú ơi, ông chú đứng ngoài này có sao không vậy? Trời lạnh lắm á. Không sao, đó là công việc của ta mà. Còn lò tiêu diệt bọn hải tặc kìa. Có muốn mua gì không? Nước thì 20 đồng, mì 20 đồng, còn ga thì 30 đồng. Dạ, giờ con đâu có đồng nào đâu mà mua chú ơi. Trời ơi, vậy là chết chắc rồi. À, ý, đâu hết rồi. Ừ, chú bạn ơi, bọn hải tặc nó lên đầy tàu rồi. Bây giờ Lucy phải lên giường nằm xíu cho năng lượng nó lên đã. Ủa, 4 tên luôn. Cũng hên là nó chưa chui vô tàu. Nhưng mà chắc một hồi chắc nó sẽ bắn mình đó. Bây giờ còn mình với lại Kenny à. Mà Kenny á là cũng đang bị yếu rồi. Năng lượng đang yếu rồi. Thôi để Lucy nạp đầy rồi, xong rồi Lucy sẽ thế chỗ cho Kenny. Rồi Kenny ơi, mình đã khỏe rồi. Bạn vô bạn nằm nghỉ đi. Wow, bọn hải tặc nè. Ở ngoài trời. Bộ không lạnh hay gì vậy? Rồi bây giờ Lucy sẽ lên lái tàu nha mấy bạn. Để cho bạn Kenny đi nằm nghỉ đã. Ôi. À trời ơi, hết da. Bây giờ vừa lấy tàu mà vừa phải lấy da nữa. Ui da, ở ngoài nhiệt độ âm dữ quá. Hơi quá. Trời ơi, nhiệt độ âm mà mưa đá nữa. Chuyện gì vậy Lucy? Hết da, cho nên Lucy phải rời khỏi chỗ lấy tàu mà đi nè. À trời ơi, bọn hải tặc vô rồi. À rồi, xong. Lấy xong. Lucy dù bị thương nhưng vẫn phải chiến đấu. Trời ơi, bọn hải tặc sao nó vô nào lẹ vậy? Ủa vô cướp đồ ăn, cướp đồ của mình kia, bắn. Trời ơi, ủa sao bắn hoài mà không tặng vậy? Mình có bắn trúng không vậy? Ủa, mình bắn trúng mà. Sao cái ống máu nó lâu tụt quá vậy? Lucy ơi, chiến đấu đi, mình đang lấy tàu. Trời ơi, ở ngoài đang nhiệt đồ ăn kìa. Mà sao nó tỉnh bơi vậy? Xí. Ủa game này có bị lỗi không vậy? À, trời ơi, Lucy bước ra ngoài bị đóng băng. Ủa sao Lucy bắn hoài mà nó không bị tụt máu vậy? Lạnh quá. Mình
tiêu rồi, thiếu oxy, không thở nổi. À, rồi, xong phim. Lucy đã ra đi anh Dũng. Rồi, Kenny cũng thẳng luôn. Thôi, bọn này nó mạnh quá. Thôi, xin chào các bạn. Lucy đi đây. Đang hấp hối rồi. Lucy bởi vì thiếu oxy nên mới bị đó mấy bạn ơi. Mà không kịp ra lấy bình ga cho nên bị tẳng rồi. Lucy đi đây. À, nếu lần sau Lucy gặp được những đồng đội mà hiểu ý nhau hơn á thì chắc sẽ vượt qua được á. Có nghĩa mỗi người tự chia nhau nhiệm vụ á. Nhưng mà rất tiếc gặp bốn bạn này toàn người nước ngoài không à. Mỗi bạn tự ý làm chứ không có chịu chat với Lucy gì hết trơn á. Nên thôi, game đến đây là kết thúc. Trò này tên là Way Cheat Dad và mình đang chơi ở chapter 4, phần 4 nha mấy bạn. Bye bye.